Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Tiên Lữ trọng thể tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An, quyết định công nhận bảo vật quốc gia tháp đất nung 9 tầng và khai hội Đậu An truyền thống năm 2022. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang huyện Kim Đồng, mùng 6 tháng 5 năm 1947, mùng 6 tháng 5 năm 2022 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Làng nghề đúc đồng Lộng Thượng ở huyện Văn Lâm có nhiều khởi sắc sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nâng cao văn hóa giao thông cho học sinh, câu chuyện từ một trường học nhiều năm qua không có học sinh bị tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ trọng thể tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền An Xá, hay còn gọi là Đền Đậu An, quyết định công nhận bảo vật quốc gia tháp đất nung Đền An Xá và khai mạc lễ hội Đậu An năm 2022. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương về dự và trao bằng xếp hạng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tham dự buổi lễ. Quyết định 2280 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Đền An Xá là di tích quốc gia đặc biệt. Quyết định số 2198 ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận tháp đất nung Đền An Xá là bảo vật quốc gia. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền An Xá cho huyện Tiên Lữ. Đền An Xá được tọa lạc trên đất hình đầu rồng linh thiêng tại thôn An Xá. Đây cũng là ngôi đền đậu duy nhất có quy mô hoàn chỉnh của một công trình kiến trúc mang yếu tố văn hóa, đạo giáo trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Chính vì vậy, ngôi đền có giá trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn, minh chứng cho dấu ấn hiện hữu của nền văn hóa đạo giáo sớm sơ khai trên vùng đất này. Giá trị nghệ thuật tại đền An Xá còn được thể hiện thông qua những di vật tiêu biểu quý hiếm, có 102 hiện còn lưu giữ tại di tích như tòa tháp đất nung, nhang án đất nung mang phong cách thế kỷ thứ 16, 17, khánh đá thời Hậu Lê niên hiệu năm Vĩnh Trị 1676, chuông đồng thời Hậu Lê niên hiệu Cảnh Hưng thứ 34 1773, tượng thờ mang phong cách nghệ thuật ở thế kỷ thứ 18. Đây là những di sản văn hóa vô cùng quý giá, là nguồn sử liệu quý cho các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về di tích, địa danh và tục thờ các vị thần tiên. Tiên Lữ là vùng đất cổ được coi là trung tâm châu thổ sông Hồng, nơi có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng rất đỗi tự hào. Thời kỳ nào mảnh đất này cũng ghi dấu đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Thế kỷ thứ 10 khi còn có tên là vùng đất Kê Nạc, huyện Tiên Lữ còn lưu giữ được 138 di tích các loại, trong đó có 1 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 12 di tích gồm di tích xếp hạng quốc gia, 16 di tích gồm di tích xếp hạng cấp tỉnh, 1 bảo vật quốc gia và nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Tôi biểu dương và đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, Ủy ban nhân dân xã An Nhiên, Ban quản lý di tích cơ sở cùng nhân dân địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong thời gian qua. Để tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa di tích quốc gia đặc biệt Đền An Xá là bảo vật quốc gia Đền An Xá, nhân buổi lễ trọng thể này, tôi đề nghị các ngành chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Lữ thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa và di tích lịch sử văn hóa, thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết 13 của tỉnh ủy về chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trọng tâm là xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống di tích trên địa bàn huyện, trước hết là đối với đền di tích quốc gia đặc biệt Đền An Xá. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học đối với hiện vật nhang án đất nung Đền An Xá đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2022. Xây dựng hồ sơ lễ hội Đền An Xá và đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã An Viên xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm, đồng thời hướng dẫn xây dựng các sản phẩm du lịch, sản phẩm lưu niệm, xây dựng các tour tuyến liên kết với các điểm du lịch trên địa bàn huyện, tỉnh, từng bước xây dựng Đền An Xá là điểm du lịch cấp tỉnh hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan chiêm bái. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh trống khai hội lễ hội Đậu An 2022. Đây là một lễ hội lớn thu hút được nhiều khách du lịch. Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch hàng năm. Trong đó, chính hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4. Trong phần hội đặc sắc nhất, việc diễn trò mẹ con nhà khó đánh hổ cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian giàu ý nghĩa. Sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Đồng tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang huyện mùng 6 tháng 5 năm 1947, mùng 6 tháng 5 năm 2022 và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện giai đoạn 1947-2020. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Cách đây tròn 75 năm, tại thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện đội dân quân Kim Động, nay là Ban Chỉ huy Quân sự huyện được thành lập. Trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang huyện cùng với nhân dân địa phương tích cực đóng góp sức người, sức của, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công. Đã có hàng nghìn người con của quê hương Kim Đồng anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hàng nghìn thương bệnh binh đã để lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường. Với những đóng góp to lớn đó, toàn huyện có 8 xã thị trấn và 7 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên 200 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, lực lượng vũ trang huyện đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, từng bước trưởng thành, lớn mạnh trong xây dựng huấn luyện và chiến đấu, triển khai tích cực toàn diện và sáng tạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống của quê hương anh hùng. Tại buổi lễ, thụ ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Động. Nhân dịp này, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện giai đoạn 1947-2020 được Ban Chỉ huy Quân sự huyện giới thiệu và phát hành. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu ở tỉnh và các huyện thị xã. Các đại biểu tham dự tập huấn là thủ trưởng các cơ quan đơn vị và chuyên viên làm công tác xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan trung ương, tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh, lãnh đạo công chức Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề, sự cần thiết xây dựng các văn bản về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, công tác lập biên bản, ban hành quyết định cũng như tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính. Tại buổi tập huấn, giảng viên đưa ra một số tình huống đã xảy ra trong thực tế và trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, trước nhận định từ tháng 5 có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh di chuyển phức tạp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, để chủ động phòng chống và ứng phó kịp thời với mưa bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có chỉ thị số 06, trong đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn kiểm tra việc vận hành, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng để có thể xử lý ngay nếu có sự cố xảy ra, tăng cường tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi, giải tỏa ách tắc dòng chảy, kênh mương, thủy lợi nội đồng, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công các công trình thủy lợi hoàn thành trước mùa mưa bão, giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng quản lý vận hành công trình thủy lợi, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố, tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, rà soát đánh giá việc vận hành công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình lớn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên tăng tới 14 bậc, vươn lên xếp thứ 39 toàn quốc. Trong đó, chỉ số thành phần về đào tạo lao động đạt 6,50 điểm, đứng thứ 13 cả nước, tăng 20 bậc so với năm 2020. Để có kết quả này là do thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đào tạo nghề, cải thiện chỉ số đào tạo lao động của tỉnh. Hiện 18 trường cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đều chủ động liên kết với doanh nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo cho người học với trên 60 ngành nghề ở 3 cấp trình độ. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng các trường và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh cũng đã tuyển sinh đào tạo được gần 50.000 người, tạo việc làm trong nước cho khoảng 25.000 người, xuất khẩu trên 3.000 lao động. Những kết quả này đã và đang tích cực góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp xã Yên Phú ở huyện Yên Mỹ chuyên sản xuất rau củ quả hiện có 200 hộ thành viên, sản xuất trên diện tích gần 200 ha, trong đó có 40 ha đã được công nhận tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ vậy mà tất cả các sản phẩm của hợp tác xã đều được tiêu thụ tại các siêu thị lớn và bếp ăn tập thể nhiều tỉnh thành. Bình quân mỗi ngày, hợp tác xã rau Yên Phú cung cấp cho thị trường khoảng 5 đến 10 tấn rau củ quả các loại. Thị trường tiêu thụ chính là các siêu thị như E-mart, Co.opmart, Vinmart và các bếp ăn trường học ở tỉnh Hà Nam, Hải Dương. Để tạo dựng tên tuổi trên thị trường, có mặt tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn, chất lượng sản phẩm luôn được hợp tác xã Yên Phú đưa lên hàng đầu. Theo đó, hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất và kiểm tra giám sát nghiêm ngặt. Đất trồng rau luôn được kiểm tra chất lượng, cải tạo kỹ lưỡng trước các vụ gieo trồng. Nguồn nước tưới tiêu là nước sạch, các khâu chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, sơ chế được ghi chép cẩn thận. Đặc biệt, hợp tác xã đang sử dụng hệ thống nhà lưới hiện đại để sản xuất rau củ vụ đông cho sản phẩm sạch, chất lượng cao, đồng thời tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả canh tác. Ngoài diện tích 40 ha trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, toàn xã Yên Phú có trên 200 ha trồng rau màu, chủ yếu là các loại rau như bầu bí, su hào, củ cải, rau thơm. Tất cả đều sản xuất theo quy trình an toàn và được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Hiện hợp tác xã đang có đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề trực tiếp giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy trình sản xuất an toàn từ khâu giống, làm đất, chăm sóc, bón phân đến thu hoạch, sơ chế, vận chuyển và tiêu thụ. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình. Thứ nhất là cái vùng sản xuất theo quy trình VietGAP là phải được xây dựng theo cái vùng quy hoạch. Cái thứ hai nữa là phải tuân thủ tuyệt đối là sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như là vật tư phân bón, và cái ghi chép nhật ký đồng ruộng của nông dân cũng như hợp tác xã là phải đầy đủ, kịp thời và chính xác. Cái này là chúng tôi là phải làm thường xuyên và liên tục. Còn về thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì chúng tôi sử dụng 100% là cái thuốc bảo vệ thực vật theo sinh học, là cái thời gian cách ly rất là ngắn, là từ 3 ngày cho đến 7 ngày. Nhiều quy trình sản xuất sạch, các quy tắc an toàn vệ sinh thực phẩm của hợp tác xã đang dần được hoàn thiện. Trong sản xuất, các thành viên, người lao động được hỗ trợ máy móc để giảm công lao động. Các công đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro như làm đất, sơ chế, bón phân đều được hợp tác xã tập huấn kỹ về chuyên môn cho thành viên. Trung bình mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 10 tỷ đồng và thu lãi 1 tỷ đồng. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm thời gian gần đây có nhiều khởi sắc, với lượng sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn, số lượng cơ sở sản xuất tăng thêm hàng chục hộ. Hôm nay, ông Phương, chủ cơ sở đúc đồng Phương Ngôn, đang chuẩn bị vào lò mẻ sản phẩm mới với gần 1 tấn đồng nguyên liệu để cho ra hơn 30 bộ đồ thờ. Thay vì hoạt động cầm chừng như trước, hiện nay cơ sở của ông hoạt động bình thường trở lại. Cơ sở từ đoạn dịch vừa qua thì nó Covid thì đúc nó cũng chậm, bây giờ lại đúc bình thường rồi, cứ 3 tháng đúc một lần. Năm đầu tiên thì ít được. Còn năm vừa rồi thì nó tuy dịch nhưng mà cuối năm nó không tỏa, đâm ra nó đỡ hơn. Năm nay thì nó trung bình thôi. Những ngày này, đến với làng nghề đúc đồng truyền thống Lộng Thượng, những âm thanh của máy móc, tiếng chạm đục kim loại rộn rã trong từng đường làng ngõ xóm. Do hàng hóa bán chạy, một số hộ đầu tư máy móc hiện đại như máy tiện, máy dập, máy hàn tĩnh điện để sản xuất. Cơ sở này có thể sản xuất tới 300 bộ sản phẩm đồ thờ một tháng, gấp hàng chục lần so với sản xuất thủ công như trước kia. Giá của mỗi bộ sản phẩm dao động từ 8 đến 25 triệu đồng. Nhưng hiện nay khoảng 20 hộ nữa, tức là khoảng trên 35 hộ là đưa vào sản xuất, và hiện nay là cái quá trình sản xuất này rồi là giao lưu hàng hóa là phát triển tương đối thuận lợi, trên các hộ rất là an tâm và phấn khởi. Lộng Thượng là làng nghề đúc đồng có từ lâu đời, với các sản phẩm chủ yếu là đồ thờ, đồ mỹ nghệ. Hiện mỗi tháng làng nghề sản xuất khoảng 600 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 500 lao động, trong đó cơ sở lớn nhất có tới 200 lao động. Sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ trên nhiều tỉnh thành miền Bắc. Nhiều cơ sở sản xuất có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ nghề truyền thống này. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm hoạt động đến nay, Hội khuyến học xã Đa Lộc, huyện Ân Thi tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực. Trong đó phát triển được 9 chi hội với hơn 300 hội viên và 10 dòng họ khuyến học khuyến tài. Từ năm 2016 đến 2021, Hội khuyến học xã Đa Lộc vận động xây dựng quỹ được hơn 200 triệu đồng. Các chi hội khuyến học ở từng thôn, trường học, các dòng họ hàng năm phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người con quê hương, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu có thành tích trong học tập. Các cháu thi đỗ đại học và tốt nghiệp trên đại học với số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Điển hình như chi hội trường trung học cơ sở và tiểu học xã Đa Lộc, chi hội khuyến học họ Nguyễn, thôn Đa Lộc, họ Nguyễn, thôn Trắc Điền. Các hoạt động này tạo sự lan tỏa cho phong trào khuyến học khuyến tài trong cộng đồng dân cư, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Thư viện nhà trường với hàng nghìn đầu sách, mỗi lớp học đều có tủ sách riêng, thường xuyên tổ chức các chương trình đọc sách. Đó là những hoạt động mà trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật ở huyện Khoái Châu vẫn duy trì để lan tỏa phong trào đọc sách. Để việc đọc sách trở nên hấp dẫn và thú vị hơn, mới đây nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách thông qua các phần thi như viết bài cảm nhận về sách, trưng bày sách, sân khấu hóa do chính các em học sinh tự dàn dựng và thể hiện, giúp các em học sinh đến gần hơn và thêm yêu những trang sách. Hàng năm, cựu học sinh, phụ huynh học sinh và bản thân các em học sinh cũng đóng góp hàng trăm cuốn sách, khiến kho sách của nhà trường ngày càng đa dạng và phong phú. Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh, việc giáo dục, tuyên truyền của nhà trường đóng vai trò quan trọng, từ đó hình thành nên văn hóa giao thông trong học đường. Câu chuyện ở trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Đồng sau đây là một ví dụ điển hình. Đây là một giờ học ngoại khóa về an toàn giao thông tại trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Đồng. Cô giáo chủ nhiệm trực tiếp soạn bài giảng, sau đó truyền đạt cho học sinh kiến thức cơ bản về luật giao thông, cách thức tham gia giao thông an toàn thông qua các hình ảnh trực quan sinh động để các em dễ hiểu. Học sinh trong trường đều hào hứng với những tiết học ngoại khóa như thế này. Em nghĩ là văn hóa giao thông là một cái rất là quan trọng, và khi giao thông chúng ta phải có ý thức với chính chúng ta trước, và chúng ta cũng phải có ý thức với những người xung quanh của chúng ta. Hàng năm, trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân đều tích cực vận động, khuyến khích học sinh và giáo viên tham gia cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức. Học sinh trong trường được tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ qua những câu hỏi trắc nghiệm và bài thu hoạch về kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân luôn nằm trong top đầu những trường có nhiều học sinh đạt giải cao tại cuộc thi này, trong đó có 3 giải nhì, 5 giải ba. Thông qua cái cuộc thi này thì em đã biết nhiều hơn những cái kiến thức về an toàn giao thông, và nó rất là bổ ích cho những cái lứa tuổi học sinh của chúng em. Trước như là khi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm đầy đủ, đi bên lề phải, khi sang đường phải sinh nhan, bóp còi để tránh gây tai nạn giao thông ạ. Nhà trường cũng phối hợp rất là chặt chẽ với phụ huynh học sinh để tăng cường thêm cái việc tuyên truyền cho các em về cái ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi các em di chuyển từ nhà đến trường. Là nhà trường triển khai rất nghiêm túc và có hiệu quả các cái cuộc thi về an toàn giao thông, bởi vì nhà trường xác định đây là một cơ hội để các em có thêm những kiến thức rất bổ ích về vấn đề an toàn giao thông. Mặc dù đa số học sinh trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân tới trường phải lưu thông trên quốc lộ 39, tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc, song nhiều năm qua, trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân không có học sinh bị tai nạn giao thông. Học sinh có ý thức tuân thủ luật giao thông, tham gia giao thông an toàn là một trong những tiêu chí để nhà trường đánh giá hạnh kiểm cuối năm. Trường đề ra mục tiêu nói không với tai nạn giao thông trong học đường để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui.